Đệ tử chúng con thành tâm bái thỉnh chư tôn thiện đức đăng đàn hành lễ. Các bạn thân mến, hôm nay xin chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh. Và trước tiên, xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn dành những tình thương yêu cũng như đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Và hôm nay xin được chia sẻ cùng các bạn buổi lễ Vu Lan và cúng cô hồn. Đó là một tập tục đã có lâu đời tại Việt Nam. Và đã là người Việt Nam dù đi đến đâu luôn giỏi về quê hương và mang theo những phong tục tập quán bên mình. Điển hình là lễ Vu Lan được tổ chức khắp mọi nơi trên nước Úc. Như các bạn đã biết, lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ trọng đại của Phật giáo. Ngày lễ này được tổ chức vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ đến công ơn của cha mẹ và tổ tiên, đồng thời khuyến khích mọi người biết trân trọng những gì mình đang có và thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đến cha mẹ. Ngày lễ Vu Lan có nguồn gốc từ sự tích Bồ Tát Mục Kiền Liên Đại Hiếu, người đã cứu mẹ ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Từ đó, lễ Vu Lan được trở thành một ngày lễ tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung. Và đồng thời khuyến khích mọi người làm con hãy luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ và cũng để giúp đỡ những linh hồn đói khát. Ngoài ra, còn có cúng dường, làm phước, phóng sinh, bố thí để hồi hướng công đức cho cha mẹ. Và đây là mâm cúng cô hồn, lễ vật gồm có quần áo và nhiều màu sắc và có rất nhiều các loại bánh kẹo và nước ngọt, bánh quế, 12 chén cháo loãng, tiền vàng mã, chén muối, chén gạo, nhiều bao quýt, đậu phộng, vân vân. Và sau khi cúng xong, mọi người tự do hưởng những vật cúng này. Đến đây các bạn có còn nhớ đến thời thơ ấu không? Là những buổi lễ như thế này tại Việt Nam, cuộc cúng bái chưa kết thúc thì những vật cúng đã bị đám trẻ thanh toán một cách nhanh, gọn và sạch sẽ, thật là vui. Đó cũng là một ký ức không bao giờ quên, phải không các bạn?
Và kế đến là Phật tử được mời tham dự một buổi cơm chay miễn phí. Trong lúc ăn uống, Phật tử sẽ được thưởng thức những màn văn nghệ đặc sắc. Nhưng vì lý do copyright cho nên chúng tôi phải cắt bỏ, chỉ còn chừa lại những phần ca múa mà thôi. Đến đây xin mời các bạn hãy thưởng thức các món ăn nha các bạn. Ban nhà bếp mình
Hy vọng video này sẽ mang lại cho các bạn những khoảnh khắc thoải mái và hữu ích. Nếu thích xin đừng quên cho một like, comment và share cùng bạn bè và người thân. Hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.